Đây là húng Bạc Hà và húng húng Láng này. Hôm nay mình đã đi mua được của cái bác trồng trồng rau hữu cơ, trồng rau tự nhiên ấy bằng đất thường. Thì hôm nay mình sẽ trồng xuống cái phân chuồn quế nguyên chất của bên mình. Thì trước khi mà trồng ấy thì mình sẽ phải rũ bỏ hết cái đất thường đi, đúng không? Đấy, rũ bỏ hết đi. Tức là đây là những cái loại rất là hiếm mình trồng bằng cái phương pháp dâm cành nhé. Vì đa số kể cả húng Bạc Hà mình cũng có thể gieo hạt được, đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà nó rất là lâu và hiện tại thì mình những cái cây húng Bạc Hà nó rất là non và yếu, thì phải tới đây là phải có cái vườn ươm chuẩn hơn nữa, tức là một cái phòng ươm hiện đại, ươm cành hiện đại để mà mình sử dụng những cái gắp pa tanh, gắp siêu nhỏ để có thể làm được, đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ dâm thẳng vào phân chuồn quế nguyên chất luôn. Đây là một trong hai loại duy nhất đấy mà mình làm cái phương pháp này. Còn cải kên thì mình vẫn có thể gieo được các bạn nha. Mình sử dụng cái phương pháp này. Đấy, để mà gieo lên. Để mà trồng lên. Thì cái này thì thường nó gọi là trồng bằng thân đấy. Trồng bằng thân cây và trồng... thì chọn lọc những cái cành, thì bỏ những cái cành không có lá ra, bỏ những cành yếu ra. Đó. Mình cứ túm 5 tụm 3 này mình dí xuống, đúng không? Được cái nào thì hay cái đấy. Cái này bị đứt thì thôi bỏ, cái nào có rễ thì ta sử dụng rễ và lá, đúng không? Đấy. Nó rất đơn giản, nó trồng cái này đơn giản thôi. Cái quan trọng nhất ấy là cái giống húng Láng này nó chưa có hạt giống. Đấy. Để mình cứ cụm ba vào, đúng không? Mình dí nó xuống. Đấy, cụm ba vào. Túm 5 tụm 3. Bỏ những cái cây yếu ra, cây nhỏ cây yếu ra, giống nó yếu không khỏe. Không tốt. Nó một cây làm chẳng nên non mà. Những cái ba cây mà tương, phân chuồn quế nó rất là tơi xốp. Đây có cái cành này thì tức là chọn lọc ra thì cũng chả được bao nhiêu các bạn. Đây này. Gọi là vùi xuống. Vùi rễ xuống. Cái này sau nó sẽ tự lan ra. Tự lan ra lúc đấy mình sẽ nhân giống ra tiếp, đúng không? Ra tiếp các thùng khác thì một gia đình chỉ cần khoảng 2 thùng này là được rồi. Không cần nhiều các bạn. Thì ở đây có một cái kinh nghiệm là khi mà chúng ta vùi xuống như này ấy, thì nếu cái phân đủ ẩm rồi thì thôi không cần. Đấy. Đây là những cái hạt mà mình vừa mới gieo là hạt húng quế, nhưng mà thôi mình cũng bỏ luôn để mình gieo cái đợt mới, đúng không? Gieo cái giống mới vào đây. Húng quế thì có đang có một cái thùng bên này rồi, gieo hạt lên rồi. Húng quế rồi cải kên rồi mất tất cả, hầu như hành hiếc là đều gieo hạt lên được hết. Đấy, với phân chủng quế nguyên chất. Và thậm chí nhá là húng Bạc Hà cũng gieo được lên, bởi lần trước gieo lên rồi nhưng mà do cái cây nó quá bé thì khi mà mình tưới vào và để ngoài trời thì gió ánh nắng mặt trời nó tiêu diệt hết. Cho nên là đối với cái loại đấy là phải, chúng ta phải có phòng phòng ươm cây riêng. Đấy, bây giờ đến lượt. Anh ta để đây. Chúng ta đây là một khóm rất là nhiều. Đây là húng húng chanh. Rất nhiều húng chanh luôn. Chúng ta phải chọn ra những cái cành có rễ, những cái cành bị đứt thì bỏ. Chúng ta vùi ruộng. Nhớ là sau khi vùi xong ấy thì chúng ta phải đậy nắp vào nhé. Nếu không ánh nắng nó sẽ thiêu đốt chết hết. Đậy nắp hờ hờ thôi nhé các bạn nhé.
cho đến khi nào cây nó tiếp nhận cái phân chủng quế mới, đấy, một cái loại dinh dưỡng mới, thì nó sẽ hồi lại. Thì cái này chúng ta có phải tưới nước không? Thì theo mình là cũng không cần thiết phải tưới nước, vì cái phân chủng quế này độ ẩm của nó cũng tương đối cao rồi. Đấy. Đây là mình dùng một tay để dâm cành nhé. Các bạn nên dùng hai tay nhé. Và cái này thì cũng không cần phải đào lỗ đào liếc gì cả, đúng không? Dùng một tay thì nó rất lâu. Đấy, rất lâu. Thì khi mà ngắt cái này ấy, cho khách hoặc là đem vào ăn ấy, thì chúng ta chỉ ngắt cái phần ngọn thôi, còn rễ thì để lại chứ không nên nhổ cả rễ các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần trồng một thùng này, gọi là thùng gốc đi, thùng giống gốc, để sau đó chúng ta nhân ra, đúng không? Nhân ra nhiều thùng. Các bạn lưu ý rằng là khi mà chúng ta đem về cái thì sau khoảng độ 10 phút là chúng ta về đến nhà nghỉ ngơi, là chúng ta phải lập tức là dâm cành ngay. Đấy. Chứ không được để chậm trễ rồi cây, lúc đấy cây nó còn đang hút, đúng không? Nó chưa vào trạng thái nghỉ ngơi. Đó, nó cần dinh dưỡng luôn. Đó, thì lúc đó chúng ta cho nó xuống luôn. Phân chủng quế là rất là phù hợp. Cành nhỏ, cành yếu là ta loại hết. Cành thối này, cành nhỏ này. Trông thì là một cái túi to đấy, nhưng mà cũng chả được bao nhiêu các bạn. Đây, cành nó chớm chớm có rễ này là được. Còn cành nó bị teo tóp đi là nó... Cái loại này thì chắc chắn là không có sâu bệnh rồi. Thì đây là một cái loại mà rau gia vị, mà thường rau gia vị thì rất là ít sâu bệnh. Đây, những cái loại cây khỏe mạnh này, rễ củ to luôn, ta sơi vào. Nói chung là người trồng, người làm vườn ấy là phải người mà rất là kiên trì, đúng không? Kiên trì, và nói thực là không phải chỉ những người làm vườn, mà như Elon Musk rồi thì tất cả những cái người mà làm kinh doanh khác thì họ đều phải có một sự hy sinh rất lớn về bản thân. Họ hy sinh rất nhiều cái ham muốn cá nhân, đúng không? Để họ có thể đạt được đến mục tiêu của họ. Mục tiêu họ đã đề ra, mục đích người ta, bây giờ chúng ta không nói cái lý tưởng nữa, lý tưởng nghe nó xa vời. Tức là trước hết chúng ta phải kiếm được tiền, đúng không? Đấy, sau đó là chúng ta phải nuôi được bản thân, đúng không? Kiếm được tiền nuôi được bản thân và gia đình, đúng không nào? Đấy. Sau đó thì mới có nhiều tiền rồi thì chúng ta mới nghĩ đến là làm từ thiện này, hay là phục vụ một cái lý tưởng gì đấy.
Nhưng mà trong quá trình làm từ thiện đấy thì cái số tiền đấy nó cũng phải vẫn phải sinh ra tiền cho các bạn. Chứ không ai có làm từ thiện không cả. Nó vẫn phải có một cái mục đích nhất định. Đấy, các bạn nào mà bảo là làm từ thiện không có mục đích thì bạn chụp ảnh làm gì? Đúng không? Chụp ảnh là chẳng qua là các bạn muốn là khoe cái mục đích các bạn là gì? Là khoe các bạn giàu có hay là gì đó. Hay là một cái mục đích nhất định nào đó, chẳng hạn như quảng cáo về thương hiệu của mình chẳng hạn. Đấy. Và cái điều đó cũng không cấm, bởi vì cái mục đích của cái việc làm từ thiện, cái người nhận từ thiện thì đó là tôi nhận được một cái món quà nào đó, một cái món tiền nào đó, một cái tài trợ nào đó đấy, có giá trị cho tôi và duy trì sự sống của tôi đấy, hoặc là vân vân. Chứ còn tôi không quan tâm đến là các anh chụp ảnh hay không chụp ảnh, cái đấy không quan trọng lắm. Các anh đừng bôi xấu tôi là được, đừng lạm dụng cái điều đó quá là được, quảng cáo thương hiệu của các anh đúng không. Còn không bao giờ có cái mục đích là từ thiện, đúng nghĩa từ thiện 100%, hoặc là đấy, những người đấy thì họ lại rất âm thầm, họ không bao giờ nói cả. Đấy, thì ở đây là chúng ta thưa ra một cái khu vực này. Dư ra một khu vực này. Thôi chúng ta cứ để đấy được. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đậy một cái nắp hờ lên. Đúng không? Khi nào mà cây nó hồi hồi ấy, là cây thấy cây nó hồi hồi là chúng ta sẽ mở nắp ra. Ok.